Hiện đang có 51 bạn vào rồi ạ. 51, và như vậy thì so với danh sách lớp là thiếu mất bao nhiêu bạn? Thiếu 29 bạn ạ. Ok. Cô bắt đầu luôn nhé. Cái buổi hôm nay thì cô record lại cho những bạn không tham gia được để các bạn ấy nghe lại. Thế thì cái nội dung của cái chương số số 5 thì cô có trao đổi các em được phần kế toán về xuất nhập khẩu trực tiếp. Đó. Cái buổi thứ 6 tuần trước thì các em đã làm bài tập và các em đã nắm được các cái nguyên tắc kế toán khi mà hạch toán về các cái giao dịch gắn với hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu trực tiếp. Thế còn cái buổi tối hôm nay record của cô chỗ nào nhỉ? Phương ơi, Phương thử xem trong cái Zoom của Phương có phần record Dạ không ạ. không? Ok, cảm ơn em. Thế thì cái buổi học hôm nay thì cô sẽ trao đổi các em một cái nội dung nữa là liên quan đến phần kế toán xuất nhập khẩu ủy thác. Thì đặc điểm của cái hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác ấy, thì các em sẽ nhìn thấy là nó khác với xuất nhập khẩu trực tiếp mà sẽ liên quan đến ba cái đối tượng tham gia. Cái đối tượng thứ nhất sẽ là người xuất khẩu hoặc là cái người nhập khẩu. Cái cụm từ xuất khẩu ở đây người ta muốn ám chỉ là những cái người mà có hàng và có mục đích là bán cái hàng này ra khỏi cái thị trường của Việt Nam, hay còn gọi là tham gia các hợp đồng ngoại thương nhưng không trực tiếp tiến hành ký kết và đàm phán với người nhập khẩu và tham gia các thủ tục liên quan đến hải quan. Đấy, và tương tự như vậy thì với cái người nhập khẩu thì cũng không trực tiếp ký kết các cái hợp đồng ngoại thương với người xuất khẩu và cũng không tham gia các cái hợp đồng, các hoạt động liên quan đến hoạt động hải quan ở đây. Thì người ta có thể gọi cái người nhập khẩu và người xuất khẩu bằng một cái cụm từ là đơn vị giao ủy thác xuất khẩu hoặc là đơn vị giao ủy thác nhập khẩu. Đó, cho nên cái cụm từ này thì trong cái slide bài giảng cô đang để ấy, nó sẽ dùng cái cụm từ là xuất khẩu, nó sẽ gọi là bên giao ủy thác xuất khẩu hoặc là nhập khẩu. Đối tượng thứ hai tham gia trong cái hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác là đối tượng nhận xuất khẩu hoặc là nhập khẩu ủy thác. Và cái đối tượng thứ ba sẽ là người nhập khẩu hoặc là xuất khẩu. Nó ngược với từ trên đấy, là xuất khẩu thì ở đây sẽ là người nhập khẩu. Như vậy thì có nghĩa là gì, là người ta còn có thể gọi với cụm từ là khách hàng, các đối tượng khách hàng mua và bán trực tiếp trong các cái hoạt động ngoại thương. Đã. Thế thì khi mà hạch toán các cái giao dịch liên quan đến xuất nhập khẩu ủy thác thì các em sẽ thấy là nếu mà gắn với cái thị trường của Việt Nam, gắn với các doanh nghiệp của Việt Nam thì nó có thể đứng ở hai cái vị trí, đó là bên giao ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu và bên nhận ủy thác nhập khẩu hoặc là xuất khẩu. Trong các cái giao dịch liên quan đến hai bên này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định xem là đơn vị nào là đơn vị chủ hàng, đơn vị nào là đơn vị mà sẽ sở hữu cái hàng hay là kiểm soát cái hàng. Cái đơn vị nào là cái đơn vị được hưởng các cái hoa hồng ủy thác trong cái hợp đồng ủy thác này, đúng không ạ? Và các cái mối quan hệ thanh toán tiền giữa hai bên nó sẽ liên quan đến các cái khoản về tiền hàng, các khoản liên quan đến chi trả hộ về các khoản chi phí vận chuyển hay là chi phí bốc dỡ hoặc là những cái khoản liên quan đến vấn đề về thuế. Thế thì đi vào cái hoạt động đầu tiên là cái hoạt động nhập khẩu ủy thác. Các em nhìn thấy trên slide cô đang để ạ. Là đối với cái hoạt động liên quan đến nhập khẩu ủy thác thì về mặt trình tự các cái giao dịch
kinh tế diễn ra ở cái hoạt động này thì chia thành hai bên, chia đồng thời cả hai bên để các em có thể nhìn thấy rõ được. Thứ nhất là với bên giao ủy thác, đó là đơn vị gì ạ? Đơn vị có mục đích nhập khẩu hàng nhưng không đứng ra trực tiếp nhập hàng, hay còn gọi là trực tiếp đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu, mà nó sẽ ủy thác cho một cái đơn vị khác nhập khẩu thay cho mình. Đơn vị mà nhập khẩu thay cho mình đó được gọi là bên nhận ủy thác nhập khẩu. Đối với bên giao ủy thác thì tất cả các nghĩa vụ về thuế gắn với lô hàng thì đơn vị này sẽ là gì ạ? Đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm chi trả nộp, chịu trách nhiệm nộp, nhưng mà lại thông qua việc nộp hộ ở cái đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu. Các em sẽ nhìn được cái dòng thứ hai là có thể gắn với thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc là thuế nhập khẩu, và cái đơn vị giao ủy thác này phải nộp nhưng mà nó sẽ nhờ đơn vị nhận ủy thác nộp hộ. Như vậy nó có mối quan hệ liên quan đến thanh toán hộ các khoản tiền thuế ở đây. Cái nội dung thứ ba là ở cái đơn vị nhận nhập khẩu ủy thác thì nó sẽ nhận hàng từ đơn vị nhận ủy thác kèm theo hóa đơn giá trị gia tăng. Khi mà bên nộp bên 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 nhập khẩu ủy thác nó đã nộp các khoản thuế, còn trong trường hợp nó chưa nộp khoản thuế giá trị gia tăng ở ở bộ phận ở khâu nhập khẩu thì lúc này nó sẽ xuất một cái phiếu, người ta gọi là phiếu xuất kho, và ở cái đơn vị giao ủy thác thì nhận được hàng, nhận được phiếu xuất kho nhưng nó chưa đủ các cái điều kiện để khấu trừ VAT. Trong cái điều kiện mà khấu trừ VAT của hàng nhập khẩu ấy thì chúng ta có nhắc đến là gì ạ? Thứ nhất là vấn đề liên quan đến các tờ khai hải quan. Cái thứ hai là liên quan đến giấy nộp tiền, cái giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thuế ở ở khâu nhập khẩu. Thì trong cái hoạt động nhập khẩu ủy thác này, nếu như bên nhận ủy thác giao hàng cho bên bên giao ủy thác nhưng mà chưa có chứng từ nộp tiền thuế ở khâu hải quan thì toàn bộ lô hàng nhập khẩu đó được kê khai đầu vào nhưng mà chưa đủ điều kiện khấu trừ. Thì các em sẽ lưu ý là ở đây nó sẽ có một cái trường hợp là liên quan đến cái phiếu xuất kho. Vậy thì nó sẽ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi mà bên nhận ủy thác này đã trực tiếp nộp tiền thuế cho hải quan rồi. Kèm theo cái việc nộp tiền thuế rồi thì nó sẽ phát hành hóa đơn giá trị gia tăng trả lại hàng cho bên bên giao. Bên cạnh cái việc trả lại hàng như vậy thì ở bên nhận ủy thác nó sẽ được hưởng cái khoản hoa hồng ủy thác. Đây chính là cái đầu ra của đơn vị gì ạ? Đơn vị nhận ủy thác. Và như vậy khi mà nó phát hành hóa đơn giá trị gia tăng về hoa hồng ủy thác được hưởng thì nó sẽ gửi lại cái liên số 2 cho bên giao ủy thác. Trên cơ sở căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng đó thì tại bên giao người ta sẽ ghi nhận đây là chi phí phát sinh trong quá trình hình thành hàng tồn kho, hình thành hàng nhập khẩu. Và như vậy nó tính vào chi phí của hàng mua hoặc là tính vào cái giá trị của tài sản cố định nếu như nó thỏa mãn cái nguyên tắc ghi nhận giá gốc. Còn đối với bên nhận ủy thác thì đây là đơn vị trực tiếp nhập khẩu hàng. Nó sẽ là đối tượng kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và nộp các loại thuế của hàng ở khâu nhập khẩu. Trong trường hợp nếu như nó nộp hộ đơn vị ủy thác các khoản thuế thì sẽ lập hóa đơn giá trị gia tăng để xuất hàng cho đơn vị giao ủy thác. Nếu mà đã nộp hộ tất cả khoản thuế rồi đúng không ạ? Trong đó có thuế giá trị gia tăng thì lúc này khi mà chuyển giao hàng cho bên giao ủy thác nó sẽ phát hành hóa đơn giá trị gia tăng. Và trên hóa đơn giá trị gia tăng lúc này nó cộng tiền hàng cộng tất cả khoản thuế không hoàn lại nằm trong cái giá trị của hàng hóa, nằm trong cái dòng mà liên quan đến tiền hàng ấy, thì nó gồm có giá trị của hàng mua cộng thuế nhập khẩu cộng thuế tiêu thụ đặc biệt, nghĩa là cộng các cái khoản thuế không được hoàn lại. Và bên cạnh đó có các phát sinh các khoản khác, ví dụ như là thu chênh lệch nhập khẩu hoặc là các khoản phí hỗ trợ xuất khẩu thì nó sẽ cộng vào trong cái giá của hàng. Nó tách riêng cái dòng tiền thuế giá trị gia tăng 5% và 10% riêng ra. Và cái này thì nó căn cứ trên cái tờ khai hải quan, trên các cái thông báo của cơ quan hải quan công bố thì nó sẽ có cái tiền thuế giá trị gia tăng. Trường hợp mà nó chưa nộp thuế giá trị gia tăng thì không được phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và nó sẽ phải lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm cái lệnh đi đường giao cho đơn vị ủy thác. Và lúc nãy thì cô có phân tích với các bạn là gì ạ? Là trường hợp này ở bên giao ủy thác thì nó sẽ không đủ điều kiện để khấu trừ VAT đầu vào. Khi nào đến khi nào mà nó đã nộp VAT ở khâu nhập khẩu rồi thì lúc đấy nó mới phát hành hóa đơn và trả lại cho bên ủy giao, và nó là căn cứ để mà đơn vị giao khấu trừ VAT. Đồng thời nó sẽ lập hóa đơn giá trị gia tăng cho cái phần hoa hồng được hưởng.
thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái trình tự của hai bên lúc này nó một cái giao dịch nó có thể liên quan đến hai đơn vị ghi nhận đúng không ạ, và chúng ta bám vào cái nội dung mà vừa trình bày với các bạn để các bạn hiểu được cái trình tự của cái hoạt động nhập khẩu ủy thác và nó xảy ra ở cả hai đơn vị. Bây giờ đi vào vấn đề về hạch toán thì đối với bên giao ủy thác đó là đơn vị mà nó có mong muốn nhập khẩu hàng đúng không ạ, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ nhận được hàng. Nó nhận được hàng khi nào? Khi mà bên bên nhận ủy thác nó làm xong tất cả các thủ tục hải quan thông quan rồi và nó chuyển hàng lại cho đơn vị giao ủy thác thì lúc đấy nó sẽ nhận được hàng. Và căn cứ vào vào các chứng từ được bên nhận ủy thác chuyển giao cùng với hàng thì nó ghi nhận liên quan đến hàng tồn kho. Như vậy các em sẽ nhìn thấy cái bút toán thứ nhất là tăng hàng tồn kho lên. Đối với mặt hàng này mà chịu VAT và doanh nghiệp giao ủy thác nhập khẩu tính VAT theo phương pháp khấu trừ thì nó hạch toán tăng thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời tăng nợ phải trả đối với bên nhận ủy thác. Tại đơn vị giao ủy thác nó sẽ ghi có của 331 đối với bên bên nhận ủy thác, đó là khoản nợ, tất cả khoản nợ mà chúng ta sẽ phải trả cho đơn vị nhận ủy thác. Trong cái hoạt động liên quan đến nhập khẩu ủy thác này thì đối với đơn vị giao ủy thác cái số tiền phải trả cho đơn vị nhận ủy thác nó gồm có tiền hàng, nó gồm có tiền thuế nhập khẩu, nó gồm có tiền thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác mà tính vào trị giá của hàng. Tiền VAT nó tách riêng ra, các em thấy nó hạch toán vào tài khoản 133. Có được hàng rồi thì nó sẽ tham gia các hoạt động kinh doanh nội địa và như vậy thì khi xuất hàng ra để bán thì nó sẽ được hạch toán vào bên nợ các tài khoản có liên quan như là tài khoản 157, tài khoản 632 và ghi có của tài khoản 156 liên quan đến trị giá của hàng xuất kho. Như vậy chúng ta đã xong được cái hạch toán tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu. Bây giờ chuyển sang đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu. Thì khác với đơn vị giao ủy thác thì đơn vị nhận ủy thác nó sẽ có những cái thủ tục. Thứ nhất là liên quan đến việc thanh toán tiền đối với người xuất khẩu. Thứ hai là nộp các khoản thuế của lô hàng. Thứ ba là chuyển trả lại hàng cho đơn vị giao ủy thác. Thứ tư là ghi nhận các khoản doanh thu về hoa hồng ủy thác mình được hưởng. Và thứ năm là thanh toán các cái khoản tiền liên quan đến hai bên. Và trong trong cái quá trình hạch toán đối với các cái giao dịch về nhập khẩu ủy thác này thì tại đơn vị nhận ủy thác người ta sẽ tách biệt các cái giao dịch liên quan đến phải thu phải trả mà nó gắn với cái hoạt động gắn với cái chính cái hoạt động của đơn vị, cái hoạt động cung cấp dịch vụ hay là cái hoạt động hàng hóa của đơn vị. Lúc đó người ta sẽ hạch toán ở 131 hoặc là 331. Còn với những khoản thanh toán hộ, chi trả hộ, thanh toán hộ thì nó hạch toán ở tài khoản 138 và 338. Thì các em sẽ nhớ cái nguyên tắc thứ nhất mà cô vừa trình bày. Thì bây giờ nhìn vào cái sơ đồ hạch toán thì các em sẽ thấy rõ cái điều đấy như sau. Đối với đơn vị nhận ủy thác thì để cái hoạt động nhận ủy thác này diễn ra được, nó sẽ có thể nhận tiền, nhận ứng tiền của bên giao ủy thác. Vậy thì khi mà nhận ứng tiền từ bên giao ủy thác thì nó ghi nhận tăng tài khoản tiền lên, đồng thời ghi nhận tăng nợ phải trả khác. Em thấy ghi có của tài khoản 338. Khoản tiền này mình nhận để mình nhập khẩu hàng và nhập khẩu hàng hộ, cho nên nó không thông qua tài khoản 331 để nó tách biệt được với các khoản nợ phải trả với cái người cung cấp dịch vụ cho chính cái hoạt động kinh doanh của mình. Thì ở đây nó sẽ sử dụng cái tài khoản 338, nó là tài khoản phải trả khác. Và trong cái giao dịch này thì nếu như nó cái nhận ứng tiền bằng ngoại tệ, nhận ứng tiền bằng ngoại tệ thì nó sẽ liên quan đến việc quy đổi tỷ giá và cái bút toán ở trên thì nó sẽ ghi nhận theo tỷ giá thực tế. Bút toán thứ hai là khi mà nó dùng tiền để mà trả cho người xuất khẩu thì tiền giảm đi, tiền giảm đi và tài khoản 338 giảm, nó ghi ở bên nợ của 338. Việc ghi nhận giảm tài khoản tiền thì nó sẽ ghi theo tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền, ghi theo tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền. Và trong cái quá trình giảng các em ở cái phần liên quan đến nội dung xuất nhập khẩu trực tiếp thì cô cũng đã thu hẹp cái phạm vi trong cái môn học này là không đi sâu vào vấn đề về tỷ giá và chênh lệch tỷ giá ở đây. Cho nên là ở đây các em hình dung là có để mặc hoặc mở ngoặc nên là tỷ giá gì thôi. Nhưng bài tập của các em thì thông thường nó đã quy đổi về tiền Việt Nam đồng rồi. Giao dịch thứ hai là liên quan đến các khoản chi hộ và trả hộ. Ví dụ chẳng hạn như là nó chi các khoản nộp hộ tiền thuế, trong đó có thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hoặc là những khoản chi hộ khác, ví dụ như là thuê chi trả cho các đơn vị vận chuyển, vận tải, bốc dỡ. Đó. Thì khi mà thanh toán tiền như vậy thì tiền giảm đi,
Nó ghi ở bên có của 111 và 112. Đồng thời nó ghi nhận tăng tài khoản 138 là tài khoản phải thu khác. Và sau này thì cái tài khoản 138 với cái tài khoản 338 ấy, nếu như trong hợp đồng quy định nó có thể tiến hành bù trừ nhau giữa những cái khoản phải thu và phải trả nội bộ, hoặc là nó có thể tiến hành thanh toán riêng, thì lúc đấy nó sẽ thu tiền riêng với những khoản phải thu và trả lại tiền riêng với những khoản nợ phải trả. Thì lúc đó người ta sẽ hạch toán 138 và 338 ở những cái bút toán tương ứng. Bút toán thứ ba sẽ liên quan đến vấn đề về hoa hồng, hoa hồng nhập khẩu ủy thác mà đơn vị đấy được hưởng. Thì đây là một khoản doanh thu của đơn vị, cho nên nó ghi nhận tăng tài khoản doanh thu, tăng thuế đầu ra, và nếu như trong trường hợp nó chưa thu được thì đây là một khoản phải thu khách hàng. Nó gắn với cái hoạt động kinh doanh chính của kinh doanh dịch vụ của đơn vị. Vậy người ta sẽ sử dụng cái tài khoản 131 chứ không phải là 138 giống như cái khoản chi trả hộ ở phía trên. Đó, thì các em sẽ lưu ý được là cái nguyên tắc thứ hai trong cái hoạt động của đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu là với những cái khoản mà liên quan đến đến công nợ, liên quan đến phải thu, phải trả mà nó gắn với cái hoạt động về hàng, về dịch vụ của chính đơn vị đó thì người ta sẽ sử dụng 131 và 331. Còn những khoản chi trả hộ, thanh toán hộ thì nó sẽ sử dụng thông qua tài khoản 138 và 338. Cô giảng đến như vậy thì các bạn có câu hỏi gì không ạ? Các em có câu hỏi gì không? Không thấy bạn nào có câu hỏi đúng không? Như vậy cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo là xuất khẩu ủy thác. Đó. Thế đi vào cái hoạt động liên quan đến xuất khẩu ủy thác thì các em hình dung là cái đơn vị mà xuất khẩu hàng thì sẽ là ở Việt Nam. Đơn vị này có cái nhu cầu bán hàng ra 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 khỏi cái thị trường của Việt Nam nhưng không trực tiếp xuất khẩu hàng và thực hiện các cái hoạt động liên quan đến khai khai báo với hải quan, mà nó sẽ tiến hành ký một cái hợp đồng ủy thác cho một cái đơn vị khác xuất khẩu hàng. Thế thì tại cái đơn vị giao ủy thác, tại bên giao ủy thác ạ, là bên chủ hàng đúng không ạ? Bên có được hàng nhưng không trực tiếp xuất hàng. Nó sẽ bàn giao cái lô hàng cho bên nhận ủy thác, và khi bàn giao cái lô hàng thì nó sẽ viết phiếu xuất kho. Viết phiếu xuất kho. Khi mà đơn vị nhận ủy thác đã làm xong thủ tục hải quan, đã thực hiện các cái hoạt động liên quan đến việc là thông báo lại cho đơn vị giao ủy thác là hàng đã được tiêu thụ, đã được xuất khẩu, thì tại bên giao ủy thác người ta sẽ lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu. Lúc này người ta thực sự coi là bán đúng không ạ? Và nó sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu và giá vốn của hàng xuất khẩu. Đồng thời thì nó sẽ nhận được cái hóa đơn của hoa hồng ủy thác mà bên nhận ủy thác nhập khẩu sẽ chuyển lại cho mình. Và đây được coi là một khoản chi phí để mà bán được hàng, để xuất khẩu được hàng. Cho nên là tính vào chi phí bán hàng. Các khoản thuế liên quan đến hàng thì nó sẽ có thuế xuất khẩu. Và khoản thuế xuất khẩu này thì sẽ nhờ bên gì ạ? Bên nhận ủy thác xuất khẩu nộp hộ mình. Cho nên là nó có những cái mối quan hệ thanh toán về về tiền thuế. Tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu thì đây là đơn vị trực tiếp xuất khẩu hàng nhưng không phải là hàng của mình. Nó sẽ liên quan đến cái việc là nhận lại tiền từ đơn vị nhập khẩu và sẽ phải trả lại cái tiền đó cho đơn vị gì ạ? Cho đơn vị giao. Đơn vị này cũng đứng ra lập tờ khai hải quan và nộp các khoản thuế hộ, cụ thể là thuế xuất khẩu hộ cho đơn vị giao ủy thác. Khi mà nó tính các khoản thuế ở khâu xuất khẩu ấy, thì bạn biết rằng là thuế giá trị gia tăng nó sẽ là 0%, cho nên là VAT nó sẽ bằng 0 đúng không ạ? Còn thuế xuất khẩu thì tùy thuộc từng mặt hàng nó sẽ có cái tỷ lệ thuế thuế xuất khẩu. Thì phương pháp tính thuế xuất khẩu hôm trước cô cũng trao đổi với các bạn trong lý thuyết rồi, nó có những cái phương pháp cụ thể và có cái tỷ lệ về thuế xuất khẩu, thì cái này các em phải tra cứu trong cái danh mục của mặt hàng xuất khẩu để ra được cái mức thuế xuất. Bên cạnh đó thì bên nhập nhận ủy thác xuất khẩu nó sẽ phải lập hóa đơn giá trị gia tăng của hoa hồng ủy thác và nó sẽ ghi nhận doanh thu của đơn vị chính là cái phần hoa hồng ủy thác được hưởng. Đi vào cái phần hạch toán thì các em sẽ nhìn thấy thứ nhất là ở bên nhận ủy thác xuất khẩu thì bút toán thứ nhất là nó khi mà nó làm xong thủ tục hải quan thì nó sẽ chuyển trả hàng cho bên bên nhập khẩu và nó sẽ nhận tiền từ bên nhập khẩu. Vậy thì cái bút toán của nó sẽ là tăng tiền. Khoản tiền này nó sẽ phải trả lại cho đơn vị giao ủy thác xuất khẩu. Như vậy nó ghi nhận tăng nợ phải trả. Bút toán thứ hai khi nó trả cái khoản tiền đấy cho đơn vị ủy thác xuất khẩu thì nó giảm nợ và giảm tiền. Trong cái hoạt động liên quan đến xuất khẩu thì sẽ có những khoản khoản chi trả hộ hoặc là khoản nộp hộ tiền thuế xuất khẩu.
vậy tiền sẽ giảm đi, đồng thời tài khoản phải thu khác sẽ tăng lên, là ghi nợ tài khoản 338. Bút toán thứ ba sẽ liên quan đến khoản hoa hồng ủy thác được hưởng, thì ở đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu nó cũng sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu và thuế của hoa hồng ủy thác, đồng thời ghi nhận một khoản phải thu khách hàng nếu như nó chưa nhận tiền từ đơn vị ạ, đơn vị giao ủy thác xuất khẩu. Đối với đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu thì các bạn sẽ nhìn thấy bút toán cô vừa phân tích ở trên rồi đúng không ạ? Bây giờ chuyển sang đơn vị giao ủy thác. Đơn vị giao ủy thác là đơn vị có hàng. Như vậy bút toán của nó sẽ xảy ra là mình chuyển giao hàng cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu. Và khi hàng mình chuyển giao như vậy thì nó có thể chưa đủ các cái điều kiện ghi nhận doanh thu. Người ta sẽ thông qua tài khoản hàng gửi bán để ghi nhận trị giá của hàng xuất kho. Các em sẽ nhìn thấy cái bút toán ở phía dưới ạ, là xuất kho giao ủy thác tăng 157 và giảm tài khoản 156. Khi đủ cái điều kiện ghi nhận doanh thu thì nó sẽ ghi nhận bút toán giá vốn là tăng 632 và giảm 157. Và kèm theo đó thì nó ghi nhận bút toán doanh thu là tăng tài khoản phải thu và ghi nhận tăng doanh thu. Trường hợp nó chưa tách được cái khoản thuế xuất khẩu riêng thì lúc này nó ghi nhận tài khoản doanh thu tạm thời có thuế xuất khẩu, và sau đó thì thuế xuất khẩu được ghi nhận điều chỉnh giảm tài khoản doanh thu. Đối với doanh nghiệp nhận ủy thác xuất khẩu thì khi mà hàng đã xuất khẩu được rồi thì nó sẽ nhận tiền từ đơn vị giao. Vậy thì cái bút toán liên quan đến nhận tiền sẽ là tài khoản tiền tăng ở bên nợ và giảm đi khoản phải thu ở bên có. Đó, thì các em sẽ nhìn thấy là bút toán liên quan đến đơn vị giao ủy thác. Tóm lại, nó sẽ là bút toán doanh thu và bút toán giá vốn, đồng thời là các bút toán liên quan đến thu tiền. Đúng không? Còn đối với đơn vị nhận ủy thác kể cả nhập khẩu hay xuất khẩu thì nó sẽ có bút toán liên quan đến việc chi trả hộ các khoản thuế, rồi là thu tiền từ các cái đối tượng có liên quan và sau đó lại chi trả lại cho các đơn vị ạ, cho các cái đơn vị chủ hàng. Thì các em sẽ nhìn thấy là trong cái quá trình hạch toán của ủy thác ở đây nó sẽ có hai bên, và nó có ủy thác nhập khẩu và ủy thác xuất khẩu. Thì thông qua bốn cái sơ đồ hạch toán vừa rồi là cô đã tổng hợp lại toàn bộ cái nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu ủy thác. Để minh họa cho phần này thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở cái tình huống số 6. Các em đã nhìn thấy rõ cái tình huống này chưa ạ? Minh Phương. Dạ. Em có nhìn thấy ví dụ trên màn hình không? Em có. Rồi. Bây giờ cô để cho các em đọc cái tình huống này nhé. Đọc và tự làm trong vòng 5 phút.
Các bạn làm đi nhé. Làm xong rồi cô chữa thì các bạn sẽ hiểu. Đừng để lại, đừng để lại. Ví dụ các bạn ỉ lại là sẽ record lại, nghe lại lúc về sau, không có thời gian đâu. Ly có hỏi cô là đợt này thi offline thì có được in văn bản hợp nhất mang vào phòng thi không? Thì câu trả lời là không. Kế toán thuế không sử dụng tài liệu từ 2-3 năm nay rồi. Cho nên là các em tự đọc các văn bản thôi. Và các văn bản về thuế thì mỗi một chương cô chỉ để có một một tài liệu thôi. Và cái kiến thức đi 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 sâu về cái quy định luật thuế thì nó không phải là quá chi tiết. Tất cả những cái nội dung về văn bản về thuế thì cô đã nói hoặc là trao đổi trên lớp những vấn đề gì. Thì lúc mà hỏi thi nó cũng chỉ có gọn gàng trong những vấn đề như vậy thôi. Bạn bạn dành nhiều thời gian, bạn đọc nhiều thì bạn sẽ hiểu sâu. Và cái điều đấy nó sẽ rất là giúp ích cho bạn sau này bạn đi đi làm. Cô bắt đầu chữa nhá. Xuân Xuân có câu cho họ trả lời hay là câu Xuân đã làm xong chưa? Em thưa cô, em thử làm câu 1 đúng không Được. Xuân có cần xem màn hình không? cô? Em chuyển tiếp ra nhắc với cô ạ. Em biết ra nháp. Ok, vậy thì cô sẽ đánh nó trên một cái bản file Excel cho các bạn cùng xem nhé. Dạ vâng. Sau này cô nếu khi đã check xong rồi thì cô sẽ gửi vào Google Class cho các em. Các em yên tâm là những cái bài cái ví dụ này cô sẽ đánh và cô sẽ gửi bản key cho. Nhưng mà phải theo dõi để sau khi mà các em download nó về các em nghe cô và bạn Xuân cùng phân tích ấy, thì các em sẽ hiểu hiểu về cái nội dung của nó. Xuân đã nhìn thấy cái màn hình của cô đang để file Excel chưa? Dạ rồi cô ạ. Ok. Như vậy cái tình huống này là tình huống số 6 đúng không? Vâng. Rồi. Và chữa cho cô là cái ý đầu tiên là ý ý một nhé. Ý Ý nghiệp phụ đề ạ. ok. Vâng. Tách luôn thành hai doanh nghiệp A và doanh nghiệp B nhé. Vâng. A ở đây là giao hay là nhận nhỉ? A là bên giao ạ, B là bên Giao. nhận. Giao ủy thác nhập khẩu hay xuất khẩu nhỉ? Giao ủy thác xuất khẩu ạ. Ok. Như vậy thì đối với doanh nghiệp B sẽ là nhận. Ok rồi. Vâng, mình xử lý bên doanh nghiệp A trước ạ. Ok. Khi xuất hàng giao cho B thì mình sẽ ghi nhận là hàng gửi bán ạ, lượng 157 có 156 ạ, giá vốn ạ. Bằng bao nhiêu tiền em? Trong trường hợp này thì nó không ghi ạ cô ạ. Nó chưa ghi giá vốn nhá, cho nên là cái bút toán này bạn Xuân bạn ấy chưa có số tiền điền vào. Vì vậy các em có thể không bỏ qua bút toán này cũng được. Đến đây thì bạn ấy đang đi cùng với cô là lần lượt từng trường hợp thì cô vẫn để bút toán nhưng không có số tiền nhá. Vâng. Cái thứ hai là nhận được doanh thu ạ, thông báo là đã được thông quan thì là ghi lỡ tài khoản 131 ạ. Có là 111 và có 333. 3333 đúng không? Thuế xuất khẩu đúng không? Ok. Vâng. Là lỡ tài khoản 131 là 462 ạ. 462 triệu đúng không? Vâng ạ. Ở Ừ. dưới là 460 ạ. À 420 ạ. 420. Như vậy là bằng 42 triệu tiền thuế xuất khẩu đúng không? Cứ tạm thời thế, cái nhiệm vụ đấy em chưa xong, lỡ 632 có 157 ạ.
3 này, 84. 632 và có 157 đúng không? Là giá vốn rồi. Còn bên B. Bây giờ dừng lại bên B nhá, và cô và các em cùng xem lại xem là cô có cái đặt cái đề của nó ra chỗ này cho cô, cho các em cùng nhìn cho nó dễ. Đợi cô một chút. Các em có nhìn thấy cái màn hình đề cô đang để không? Xuân ơi, Xuân đã nhìn thấy cái màn hình cô đang để chưa? Có rồi ạ. Ừ. Bây giờ cô phân tích lại xem là bạn Xuân, bạn ấy đã hạch toán đúng hay chưa nhé. Bây giờ đối với doanh nghiệp A nhận ủy thác, doanh nghiệp A nhận ủy thác xuất khẩu hàng cho doanh nghiệp B. Xuân bảo A sẽ là đơn vị giao ủy thác và B là nhập ủy thác, thì cô thấy bị lẫn mất rồi Xuân à? À, doanh nghiệp A là nhận ủy thác, còn doanh nghiệp B là giao ủy thác. Ừ, đúng không? Như vậy. Em ạ. Ok, A là nhận ủy thác. A là nhận ủy thác. Rồi, B là giao ủy thác. Vâng. Thế tại đơn vị A này thì nó xuất khẩu hàng cho B. Như vậy bút toán đầu tiên là bút toán chuyển hàng. Ok, nhưng không ghi nhận được. Bút toán cái bên này. Ừ, bút toán thứ hai là bút toán liên quan đến doanh thu. Thì bạn ấy ghi nhận doanh thu ở đây là 420 triệu. Người ta nói rằng là giá trị lô hàng xuất khẩu là 420. 420 em sẽ nhìn thấy là trị giá của lô hàng xuất khẩu. Và như vậy 420 sẽ là số tiền mà doanh nghiệp A sẽ thu được từ người nhập khẩu. Tổng số tiền mà A thu được từ người nhập khẩu sẽ là 420. Vì vậy bạn ấy hạch toán doanh thu là 420 ở đây thì chưa phù hợp. Bởi vì nếu như các em đọc ở đây các em sẽ nhìn thấy là giá trị lô hàng xuất khẩu này chưa bao gồm VAT 10% là 420. Và đối với việc xuất khẩu hàng thì VAT của nó sẽ bằng 0. Như vậy thì A sẽ nhận được tiền từ người nhập khẩu là 420 triệu. Và trong 420 triệu này thì có bớt đi một cái phần lợi ích kinh tế để nộp thuế xuất khẩu. Và cái phương pháp, cái giá tính thuế xuất khẩu sẽ là giá tại cửa khẩu xuất của Việt Nam. Ở đây thì nó không còn nói rõ là giá tại cửa khẩu xuất hay là giá phúc hay giá ship. Vì vậy cô giả định là cái trị giá của lô hàng xuất khẩu 420 triệu là giá tại cửa khẩu xuất. Như vậy để tính được thuế xuất khẩu thì nó sẽ bằng 420 và nhân với 20%. Như vậy nó sẽ bằng 84 triệu tiền thuế. Trong 420 thì đơn vị này có nộp 84 triệu tiền thuế. Như vậy thì cái phần doanh thu của nó sẽ phải bằng 420 trừ đi 84 và nó bằng 336 triệu thôi. Xuân có đồng ý với cái này của cô không? Dạ em đồng ý rồi cô ạ. Các em đừng, mấy cả các em khi mà làm cái xuất khẩu các em hay bị nhầm ạ. Các em cứ nói rằng là trong 420 triệu đã có thuế xuất khẩu là 20%. Cho nên thường các em lấy 420 các em chia ngược cho 1 cộng với 20% để ra giá, không phải là giá tính thuế xuất khẩu. Sau đó các em nhân với 20% để ra được thuế xuất khẩu. Nhưng không phải. Với cái luật thuế xuất khẩu thì các em thấy cô tính cái thuế xuất khẩu không dựa trên cái giá tính thuế xuất khẩu bằng cách chia cho 1 cộng với 20% giống như thuế tiêu thụ đặc biệt. Mà ở đó thì khi trao đổi trong luật thuế cô cũng dùng một cụm từ là giá tại cửa khẩu xuất. Giá tại cửa xuất. Và như vậy thì trong cái bài này cô giả định là giá tại cửa khẩu xuất là 420 triệu. Tôi bán cho người mua và giá tại cái cửa khẩu xuất là 420 triệu. Như vậy số tiền tôi thu được từ thằng nhập khẩu là 420 và tôi phải thực hiện cái nghĩa vụ về thuế nhập khẩu là 20%. Như vậy các bạn tính ra được là 84. Thế thì cái lợi ích kinh tế thực sự tôi còn lại sẽ chỉ là 336 thôi và người ta sẽ ghi nhận doanh thu là 336. Đó. Cho câu hỏi Xuân tiếp là ở cái doanh nghiệp A này thì còn nghiệp vụ gì nữa không em? Em cô là lục thủy. Hoa hồng trả cho bên. Vâng, hoa hồng trả cho bên Ô, nhưng mà cái mà Xuân đang hạch toán ở đây nó là hạch toán tại đơn vị giao chứ. Vâng. Đúng không? Cái mà em đang vừa nãy đọc cho cô và chữa thì nó lại là hạch toán tại đơn vị giao chứ không phải là đơn vị A. Bởi vì B mới là thằng gì ạ? Thằng giao ủy thác xuất khẩu mà.
Đó, cho nên là các em sẽ nhìn thấy là cái bút toán, ở cái bút toán mà lúc nãy bạn ấy có đọc cho chúng ta là 1, 2, 3 ấy, thì đấy là cái bút toán tại doanh nghiệp B chứ không phải tại doanh nghiệp A. Tại B nó là chủ hàng và lúc này là mình có bút toán doanh thu của hàng. Vậy thì tại B này còn bút toán gì nữa không ạ? Trả phí hoa hồng ủy thác Đúng rồi, chính xác. Trả phí hoa hồng ủy thác thì hành toán thế nào? lỡ lỡ tài khoản chi phí của Đúng rồi, chi phí gì? Có Đúng rồi, 641, chi vâng phí bán hàng. lỡ Chi một phí ba bán hàng ba ở đây sẽ là bằng bao nhiêu? em cô là chi phí bán hàng thì bằng 5% nhân với cả 420 ạ. Đúng rồi, bằng 21. Nợ Lượng 133 và hai phẩy đến một ạ. 10% đúng không? Và có 21. tài khoản 331 ạ. Có của 331. À, các em có thể hạch toán thông qua bên có của tài khoản 331 cũng được. Hoặc nếu như trong hợp đồng nó quy định là được phép bù trừ thì em có thể hạch toán luôn qua tài khoản 131. Tài khoản dùng bên có của 131 lúc này là nợ phải trả. Để sau này khi các em bù trừ trên cùng một tài khoản thôi thì các em sẽ xác định ra cái số phải thu còn lại. À, hạch toán qua 331 nếu như trong trường hợp nó cho phép bù trừ thì em lại có một bút toán là giảm 331 và giảm 131 nhá. Thì cô sẽ để bút toán giống như của bạn và tí nữa thì chúng ta sẽ có những cái cách để mà xử lý vấn đề về thanh toán sau. Đó, và như vậy thì số tiền ở đây sẽ là 23,1. Bút toán thứ 5 là bút toán liên quan đến thanh toán tiền. Cái bút toán này thì trong bài nó không có nhưng mà bây giờ cô giả định thêm là nó sau khi mà nó đã bán được hàng rồi, nó đã xuất khẩu được hàng rồi thì lúc này nó sẽ phải thu tiền về. Và như vậy cô có cái bút toán liên quan đến thanh toán gì ạ? Thanh toán tiền. Thanh toán tiền. Đúng chưa? Đối với việc liên quan đến bút toán thanh toán tiền này thì các em nhìn thấy là nó có tổng khoản phải thu là 420 triệu. Đó. Và nó có tổng khoản nợ phải trả là 23,1 triệu. Vậy nếu như hợp đồng của nó thanh toán tiền hàng và các khoản khoản trả phải thu riêng biệt với nhau á thì các em sẽ thu được 420, sau đó các em lại phải trả đi 23,1, là trả tiền đi 23,1. Giả sử trong trường hợp liên quan đến thanh toán tiền này thì hợp đồng quy định được phép bù trừ giữa khoản phải thu và phải trả. Như vậy thì bút toán A ở đây là cô sẽ thực hiện bút toán bù trừ. Tôi bù trừ khoản phải thu với khoản nợ phải trả. Cho nên là ghi nợ 1331 và có của 131 đúng không? 23,1 ạ. Đúng rồi, 23,1. Còn lại sau khi bù trừ xong thì sẽ còn phải thu hay phải trả? Phải thu thêm ạ. Phải thu thêm về đúng không? Giả sử thu bằng tiền gửi ngân hàng thì ghi Có nợ 112 và có của 131 131, số tiền bằng bao nhiêu? 396,9 ạ. Đó, 396,9. Đấy là bạn ấy hạch toán được hết ở bên B. Bây giờ các bạn thử xem lại cho cô các cái nghiệp vụ ở bên B là đơn vị giao ủy thác. Các em có thắc mắc gì nghiệp vụ khác không? Các bạn có câu hỏi không ạ? Cô ơi, trong lúc kiểm tra mà có bài này thì cũng phải trình bày cả năm nhiệm vụ này ạ à? À, tùy thuộc đầu bài em, người ta hỏi em là có hạch toán cả hai bên không? Hay là chỉ hạch toán ở bên A hoặc bên B? Em đọc kỹ đầu bài. Cái bài ví dụ này cô đưa ra thì cô muốn hạch toán cả hai bên cho nên cô không hỏi hạch toán ở bên nào cả. Trong đề thi của em hoặc bài kiểm tra có thể người ta chỉ yêu cầu em hạch toán một bên thôi. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Bây giờ không có câu hỏi gì nữa nhá. Thì bây giờ chuyển sang bên A là bên nhận ủy thác xuất khẩu. Xuân hạch toán cho cô bút toán thứ nhất. Em cô là nhận tiền trước từ nước ngoài là ở đây nó không nói gì ạ. Ừ. Thì là mình cứ ghi bút toán như vậy rồi lượng 11 là 2 hoặc là 11x thì đấy ạ, có Ừ. 338 ạ. Rồi. Ok, nhưng cho cô hỏi trước là vậy thì để cô so sánh với bên B ấy, thì nó sẽ có một bút toán là nhận hàng của bên B. Đúng không? Mình nhận Rồi. hàng của bên B xong mình làm thủ tục hải quan và mình xuất khẩu ấy. Vậy thì cái bút toán liên quan đến nhận hàng của bên B thì bên A này có hạch toán không? Em cô nó không ạ, cái này chỉ nhận ở bảng kê thôi cô ạ, giống như Đúng thuế giá rồi, trị gia tăng ạ. đúng rồi. Như vậy là nó không có hạch toán ở đây. Bởi vì hàng không phải của mình nhá, cho nên là mình không hạch toán để đưa vào bảng cân đối đâu ạ. Không hạch toán. Bây giờ thì bút toán thứ hai để các bạn đỡ bị nhầm lẫn nhá. Thì cô ghi thêm cái tên nội dung của nó chính là bút toán liên quan đến thu tiền hàng xuất khẩu đúng không? Xuất khẩu.
Vậy thì khi thu tiền hàng xuất khẩu thì thế nào, ghi thế nào em? Trong cô là thu tiền hàng xuất khẩu thì là mình ghi là lượng 138 Sao lại ghi nợ 138? Bởi vì lợ nợ mình sẽ 112 thu tiền có của người xuất. 338. Đúng rồi, nợ 112 và có của 338. Em thu được tiền của thằng nhập khẩu mà. Và sau đó tiền đấy em lại phải trả lại cho thằng B thì em phải ghi nhận nợ phải trả không? Vợ Số tiền bao nhiêu? tám tư ạ. Phải 84. À không, bốn Bốn trăm bốn trăm hai mươi hai Đúng rồi, 420. ạ. Đó. Bút toán thứ ba là Là bút bút toán liên toán quan nộp đến, thuế. đúng rồi, nộp Vâng. thuế. Nộp thuế thì ghi thế nào? À, lỡ tài khoản 138 và có tài khoản 112. Đúng rồi, Vâng. có cái tài khoản 112. Số tiền thuế là 84. Ok, tiếp theo nữa là gì? 84 ạ. Và bút toán thứ tư là bút toán nhận được tiền hoa hồng ạ. Ghi nhận hoa hồng được hưởng đúng không? Vâng. Rồi, thì bây giờ bút toán ghi nhận hoa hồng được hưởng thì ghi nào? Em cô là ghi lỡ tài khoản 131 ạ. 131. Vâng. À, lỡ tài khoản một có tài khoản 511 và có tài khoản thuế giá trị gia tăng ạ. Rồi, doanh thu Em bằng cô bao nhiêu? hai phẩy hai mươi Rồi, bốn ạ. thuế đầu Hai ra sẽ bằng phẩy 2,1 và tổng khoản phải thu sẽ bằng 23,1 đúng không? vâng. Đó, và như vậy thì đến bút toán thứ năm cũng sẽ là bút toán liên quan đến thanh toán tiền. Đó. Vậy thì các em cũng có thể tách nó ra là trong trường hợp thanh toán tiền hàng và tiền các khoản tiền thuế hoặc các khoản phải thu là riêng biệt nhau thì các em sẽ khoản phải thu thì em trả đi, khoản phải thu thì em thu về và khoản phải trả thì em trả đi thì em hạch toán tăng giảm tài khoản tiền. Ở đây thì cô sẽ chữa nó đồng thời tương ứng với B là nó sẽ có bù trừ, nó sẽ có bút toán bù trừ. Thì cô sẽ nhìn thấy bút toán bù trừ thứ nhất này. Các em nhìn thấy ở nghiệp vụ 2 chúng ta có một khoản phải trả khác là 420. Nghiệp vụ 3 thì chúng ta sẽ có một khoản phải thu khác là 84. Vậy thì tôi sẽ bù trừ giữa khoản phải thu và phải trả khác. Nợ của 338 Là có một ba và có của 138 số tiền là 84 ạ. 84. Đó, sau khi mà em đã bù trừ về 84 rồi thì tài khoản 338 sẽ còn lại số dư. Đây, các em sẽ nhìn thấy 338 sẽ còn lại số dư là bao nhiêu nhỉ? 336 336 đúng không? 336. Cô nhắc ra đây nhỉ? 336. Đó. Thì đây là khoản mình phải trả. Tiếp theo nữa, nếu các em nhìn thấy nghiệp vụ 4 thì nó còn một khoản phải thu là 23,1. Vậy thì nếu như hợp đồng nó cho phép bù trừ giữa tiền hàng và các khoản phải thu khác, như vậy tôi sẽ lại có một bút toán bù trừ tiếp theo là nợ của tài khoản 338 và có của tài khoản 131. Số tôi bù trừ ở đây là 23,1. Đó. Như vậy thì sau khi mà trừ đi 23,1 rồi thì khoản phải thu, khoản nợ phải trả đây sẽ bằng bao nhiêu em? 312,9 ạ. 312 phẩy gì ạ? Phẩy 9 đúng không? 312,9. À, như vậy thì bút toán ghi nhận C ở đây sẽ là nợ của tài khoản 338 và có tài khoản 112 sẽ bằng 312, phẩy gì ạ? Phẩy 9. Em kiểm tra xem đã đúng chưa? Các bạn thử kiểm tra xem có đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Nó có bằng ở bên 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 B không? Bên B là thu về tận 396,9 cơ mà. Đây. Bây giờ so sánh bên B nhá. Cô thấy bên B có bút toán thanh toán tiền. À, tôi sẽ nhận lại tiền là 396,9. Thế mà sao thằng này nó chỉ trả có 312,9 ạ? Như vậy nó bị thiếu tiền ở đâu? Bạn kiểm tra xem cho cô là trong bút toán này, trong cái việc hạch toán A và B này đang bị lệch ở chỗ nào? Cái tiền thuế á. Lại cả thuế nhập khẩu ấy ạ, xuất Lệch khẩu ấy. tiền thuế xuất khẩu. Lệch tiền thuế xuất khẩu là ở chỗ nào? 23,1 23,1 đó là cái khoản hoa hồng chứ em. À, em đang cố cái bên sao bên ủy thác xuất khẩu ấy ạ.
Và số tiền của mình vẫn còn có cả 84 đó cô ạ. Lượt bạn 131 vẫn còn có 84, trong 420 vẫn còn 84 đấy cô. Thì cô đã bù trừ 84 cho nên là 420, nó chỉ còn lại là 300 bao nhiêu đúng không? Đây nhá, bên có của 338 là 420 này. Em đã bù trừ với bên nợ tài khoản 138 là 84 ở cái bút toán A này. Đúng không ạ? Cho nên là cái tài khoản 338 thì nó sẽ chỉ còn lại là bằng 420 trừ đi 84 thì nó còn lại là 336. Sau đó tiếp tục nó bù trừ với cả 21,1. Như vậy bằng 336 trừ đi 21,1. Nó chỉ còn lại là 319,9, 312,9. Và lúc này nó sẽ trả bằng tiền gửi ngân hàng là 312,9. Thế thì sao thằng bên này lại nhận là 396,9? À, thằng đấy là 312,9 đấy cô ạ. Thế sao lúc nãy đọc cho cô là 316? Chắc là em lấy số 420 cô ạ. Cái này nó sẽ phải bằng là 420 này trừ đi bao nhiêu nhỉ? Trừ đi 23,1 mà. Nó vẫn 300 ra 396,9 mà. Cô, nó khác nhau ở chỗ số 84 ở bên giao ủy thác xuất khẩu ấy cô ạ. Tại vì trong 300 nghĩa là có khi nó khi mà nộp thuế thì có phải trừ đi 84 đó, thì cái 84 là mình nộp thuế xuất khẩu chứ không phải là. Sao bạn nào đã phát hiện ra được vấn đề? Bạn nào phát hiện ra được vấn đề ở đây ạ? Nga đã tìm ra vấn đề chưa Nga? Rồi ạ, em đâu có ở cái chỗ 396,9 ạ. Thì mình phải trừ thêm cả 84 là cái phần mà mình nhờ bên nhận ủy thác xuất khẩu người ta nộp thuế hộ mình ạ. Thì mình phải trừ đi cả 84 nữa ạ. Có nghĩa là mình phải trừ đi một khoản phải trả cho bên bên kia đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế như vậy thì cái bút toán ở đây của các em, cái bút toán số 2 ở đây ghi nhận như vậy có đúng không? Đây nhá, chúng ta đang có một khoản nợ phải trả. Chúng ta đang có một khoản nợ phải trả với ngân sách là 84. Trong khi đó khoản nợ phải trả ngân sách này thì bên A đã nộp hộ cho mình rồi. Và nếu như nó nộp hộ cho mình rồi thì có phải là mình sẽ gì ạ? Sẽ phải trả lại cho gì ạ? Cho bên A 84 không ạ? Như vậy thì ở cái bút toán ở đơn vị B này liệu đang bị thiếu bút toán gì? Cô để cho các bạn suy ngẫm 2 phút. Em cô là thiếu bút toán và ghi nhận một cái khoản mà để trả cho bên giao ủy thác và bên nhận ủy thác đấy cô. Bởi vì nó đã nộp hộ thuế cho mình đúng không? Vâng. Ừ. Vậy thì nếu như bút toán đấy mà bổ sung thêm thì theo em nó là bút toán thế nào? Em cô là em nợ tài khoản phải trả là 331 ạ. Nợ 331. Tại sao lại nợ 331 nhỉ? Có thể là 338 không cô? Bây giờ vấn đề là em đang định hạch toán bút toán này là cái nội dung gì? Em cô em đang hạch toán là cái tiền thuế xuất khẩu trả hộ. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải phản ánh một khoản thuế xuất khẩu mà bên A đã trả hộ cho mình đúng không? Vâng ạ. Ừ. Nếu mà một khoản thuế xuất khẩu mà bên A trả hộ cho mình thì mình sẽ phải ghi nhận một khoản nợ phải trả khác đúng không? 338. Ừ, 338 đúng không? Vâng. Rồi, thế bây giờ cái, bây giờ ghi nợ 338 hay là có 338? À có 338 ạ. Ờ thế có 338 thì ghi nợ cái gì? Có 338 vào lợi của 331. 331 là khoản phải trả người bán. Có 1 331 đúng không? Sao em?
có 131 thì là khoản phải thu khách hàng. Em hơi nhầm. Ok, nghĩ lại cho cô xem chỗ đấy là gì. Chỗ đấy coi như là mình trả tiền ông cố. Thì là trả luôn tiền là gọi là lựa một mục đích được không cô? Sao cơ? Chỗ đấy mình gọi luôn là mình trả tiền cho người ta được không? Trả tiền cho người ta thì như thế nào? Lựa một mục đích và có 338 ạ. Nợ 111 và có của 338 đúng không? Vâng. Thế trả tiền cho người ta sao lại tăng tiền? À, chứ Nợ 338 có một Nợ 338 mà có gì 111 đã được rồi. Nào, ghi nợ tài khoản 338. Có tài khoản 111. Thế thì đây là 84 đúng không? Thế thì có bao giờ mình đã ghi có tài khoản 338 mà mình lại ghi nợ 338 chưa? Thế chưa thì ghi chỗ nào? nghĩa là đây có khi phải thu thì mình tách ra hai cái, một cái nợ 131 thì nó chỉ có cái khoản 336 thôi, còn cái 13, còn nếu như mà mình gửi tiền cho người ta để nhờ người ta xuất khẩu thì mình sẽ tăng một khoản phải thu khác, để khi người ta nộp hộ mình rồi thì cái khoản phải thu đấy mất đi. Em nghĩ Thế bây giờ thì vậy thì chữa lại cho cô, đăng chữa lại cho cô xem nào là nghĩa là nợ 1388 có 111 112 gì đấy, em nghĩ thế. nợ 1388 có 111 hoặc 112. Em nghĩ thế, bởi vì là mình gửi tiền để cho cái khoản này là cái khoản để người ta nộp thuế cho mình ấy. Còn khi mà người ta nộp cho mình rồi thì cái khoản 1388 này nó sẽ mất đi vì mình Thì không nếu được mà thu nó nữa. mất đi, nếu mà họ nộp cho mình rồi mất đi thì em ghi thế nào bây giờ? Mất đi thì lúc đấy là đối trừ là hết rồi, đối trừ ở dưới. Đối trừ ở dưới chỗ nào? Cô không nhìn thấy 138 ở dưới. Cái này em chưa nghĩ được. Nào bây giờ cô muốn nghe các ý kiến của các em về việc hạch toán ở bên B. Đấy, cô sau khi cô hạch toán, bạn Xuân bạn hạch toán cho cô nhìn thấy nó không cân. Thằng A này nó chỉ trả có 312,9 thôi. Mà bây giờ nếu mà hạch toán thế này, thằng B nó thu được hẳn 396,9. Cô mời bạn Thủy, Lê Hồng Thủy. Em thưa cô là bút toán 2 thì mình chỉ ghi nhận doanh thu thôi mà không có ghi nhận thuế phải nộp vào trong đấy phải không ạ? Bởi vì mình không có nộp thuế đúng không em? Vâng ạ. Rồi thế bây giờ nếu mà em ghi nợ tài khoản 131 và có 511 là ghi 420 à? Vâng ạ. Ừ. Sẽ có một bút toán nữa là nợ 511 có 333 ạ. Là bút toán thuế thuế xuất khẩu đúng không? Vâng ạ. Là Là 84 ạ. 84. Rồi, sao nữa? Xong. Xong thì sao? Xong rồi chỗ thanh toán tiền thì cái bút toán nợ 338 có 1-1 được không? 338 ở chỗ nào em? Tại Ở vì chỗ nếu như mà như bạn Thủy bạn đang sửa ở đây nhá thì cô không có nhìn thấy 338 ở chỗ nào cả. không có ạ, ý của em là cái mà khi mà xác định thuế thu xuất khẩu phải nộp thì là nợ 511 có 338 là 84. Đúng rồi. Xong thế nào nữa? Đây bây giờ như vậy thì sang bút toán thứ năm thanh toán tiền thì làm thế nào? Thì em sẽ nếu mà tiền thuế thì sẽ nợ 338 phải có 111 112 là 84. 338 338 em ghi nợ 338 thì có nghĩa là trước đấy em phải có bút toán ghi có rồi chứ. Thì ở chỗ thuế nhập xuất khẩu phải nộp thì là nợ 511 có 338 đấy cô. À, có nghĩa là ở 511 này thì là ghi có luôn tài khoản 338 đúng không? Vâng ạ. Và như vậy thì khi thanh toán tiền thì ghi nợ tài khoản 338 và có cái gì? 111 ạ. À, phải trả lại cho người ta cái tiền thuế xuất gì ạ? Xuất khẩu đúng không? Vâng, là Và như vậy 84. nó sẽ ok, như vậy có thêm một bút toán là nợ của tài khoản 338 này. Và có tài khoản 112 nhé. Là 8 gì ạ? 84. 84. Như vậy thì bên 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 nợ tài khoản 112 và có của 131 sẽ là bao nhiêu? Là 4 thì vẫn là 420.
Nó vẫn là 420, có nghĩa là gì? Là tổng 420, như vậy cô thể lấy là bằng 420 mà trừ đi 84, đúng không? Rồi. Thì nó bằng 336. Tiền hoa hồng ý cô là nợ 331 có 112 đúng không? Nợ Một 331 có 112, có nghĩa lúc này em không bù trừ nữa đúng không? Em đang hạch toán riêng và không bù trừ đúng không? Xong Ừ. rồi 336 trừ 23,1 thì bằng 312,9. Ok, có nghĩa thành ra là 336 trừ đi 23,1 nữa. Như vậy ý của bạn có trao đổi với chúng ta thế này là ở cái bút toán liên quan đến doanh thu thì bạn ấy sẽ ghi nợ tài khoản 131 có của 511 theo tổng cái số tiền thu được từ từ doanh nghiệp A là 420. Và trong cái 420 thì sẽ có 84 triệu là tiền thuế xuất khẩu. Như vậy bạn có một cái bút toán là nợ của 511 có của 3333. Ở đây thì một số bạn nói rằng là sẽ đưa ghi có của tài khoản 338. Bởi vì cái khoản thuế xuất khẩu này thì bên A đã trả hộ, cho nên là sẽ ghi có của tài khoản 338 chứ không phải ghi có của tài khoản 333. Như vậy nó bằng 84. Và sau đó thì dẫn đến là cái bút toán mà thu được tiền từ doanh nghiệp A nó sẽ bằng 396,9 trừ thêm 84 nữa thì nó còn lại 312,9. Vậy thì với cái cách xử lý nào nó sẽ hợp lý ở đây? Bây giờ cô sẽ phân tích lại cho các em nhìn nhé. Vừa rồi thì quay trở lại cái slide đi. Các em có nhìn được cái slide cô đang để không ạ? Cô di chuyển sang slide các em có nhìn được không? Chưa thấy cô ạ. Chưa. Ok, vậy cô phải tắt nó đi ạ. Em nhìn thấy slide cô đang chiếu chưa? Rồi ạ. Ừ. Em nhìn thấy bút toán thứ nhất nhé. Bút toán thứ nhất là bút toán ghi nhận doanh thu. Trong trường hợp không tách được ngay thuế xuất khẩu này, thì lúc nãy cô nói là tạm thời ghi nhận doanh thu theo giá có thuế xuất khẩu. Và sau đó thì điều chỉnh giảm cái thuế xuất khẩu. Vừa nãy thì một số bạn có nói rằng là cái khoản thuế xuất khẩu này thì lại do bên A đã nộp hộ. Cho nên là đối ứng với cái tài khoản 511 ở đây thì có thể ghi nhận luôn vào tài khoản 338. Vậy thì cả hai cách các em xử lý đều được. Cô đồng ý là có thể ghi nhận qua 333 hoặc là qua 338. Nếu ghi nhận qua 333 thì các em sẽ có một bút toán nữa là chuyển từ 333 này về tài khoản 338. Đấy là khoản nợ phải trả. Và sau đó thì khi trả nợ thì sẽ giảm 338 đi. Vậy thì trong cái việc mà hạch toán ở cái giao dịch vừa rồi thì lúc đầu bạn Xuân có hạch toán thiếu cái bút toán liên quan đến việc ghi nhận các cái khoản nợ phải trả cho doanh nghiệp A, cho nên dẫn đến cái bút toán thanh toán tiền các em nhìn thấy lệch nhau ra 396 và 312,9. Các em có nhìn thấy một cái phần Excel cô đang để không? Có. Rồi, thế bây giờ cô sẽ chữa lại ở bên B nhé, của bài của bạn như thế này. Trong trường hợp bút toán số 2, khi mà các em ghi nhận doanh thu, nếu các em giả định chưa tách được ngay thuế xuất khẩu, như vậy bút toán sẽ là nợ của 131 có của 511 là 420. Nếu như trong trường hợp các em giả định là tách được ngay thuế xuất khẩu, thì bút toán có thể ghi nhận là nợ của tài khoản 131 là 420, có của tài khoản 511 là
bằng 420 trừ đi 84. Nó bằng 336. Và ghi có của tài khoản gì? Thì lúc nãy cô nói là cả hai cách cô đều chấp nhận. Có nghĩa là em ghi có của tài khoản 3333 hoặc tài khoản 338 là bằng 84 đều được. Lưu ý trong trường hợp nếu em ghi có của tài khoản 3333 hay là cái cách mà em ghi giảm tài khoản 511 và ghi có của tài khoản 333 thì cần có thêm một bút toán nữa là bút toán ghi nhận lại số thuế xuất khẩu mà do bên A đã chi hộ, đã nộp hộ. Thì lúc đấy nó sẽ ghi là nợ của 3333 và có của 338. Khoản nợ phải trả về thuế của chúng ta đã trả rồi nhưng mà do bên A trả hộ. Cho nên giảm tài khoản 333 và tăng tài khoản 338 là 80 gì ạ? 84. Như vậy thì cái bút toán riêng, cái bút toán số 2 ở đây này, các em sẽ nhìn thấy là cô xử lý nó dưới hai dạng. Dạng tách ngay được thuế và dạng không tách ngay được thuế. Sau đó thì đối ứng tăng nợ phải trả về thuế thì các em hạch toán 3 qua 333 hoặc là tài khoản 338 nhá. Và như vậy thì có qua 333 hay là trực tiếp luôn qua 338 thì nó đều thể hiện rằng chúng ta cần có một khoản nợ phải trả lại cho doanh nghiệp A là 84. Như vậy đến cái nghiệp vụ số 5 là thanh toán tiền thì bút toán thứ nhất lúc nãy bạn Xuân đang chữa là chúng ta bù trừ cái khoản phải thu với cái khoản phải trả về cái tiền hoa hồng phải trả cho doanh nghiệp A là 23,1. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải có một bút toán bù trừ với cả khoản phải thu với khoản phải trả về thuế. Bởi vì chúng ta ghi có của 338 là 84. Cho nên nó sẽ có nợ của tài khoản 338 và có của 131. Ở đây nó sẽ bằng 84. Sau khi đã bù trừ hết rồi thì các khoản nợ là không còn. Vậy thì chúng ta tính lại khoản phải thu. Thì tổng khoản phải thu là 420. Đó, trong đó chúng ta đã bù trừ đi 23,1 là tiền hoa hồng. Chúng ta bù trừ đi 84 là cái tiền gì ạ? Tiền thuế mà bên A đã trả hộ. Như vậy tổng cái khoản phải thu về chỉ còn lại 312,9 thôi. Và lúc này thì các em nhìn thấy nó rất là cân với cái bút toán hạch toán tại bên A. Năm cái bút toán hạch toán ở bên A là đúng. Đấy, là đúng rồi. Còn lại với bên B thì chúng ta phải xử lý thêm cái vấn đề về tiền thuế xuất khẩu mà họ đã nộp hộ. Và lúc đó chúng ta phải có một bút toán bù trừ tiền thuế đã. Sau đó thì phần còn lại mới thanh toán và thu được bằng tiền gửi ngân hàng. Thì nó sẽ ra cái bút toán ở C, bút toán 5C mà cô đang ghi nhận ở phía dưới. Bây giờ các em kiểm tra lại xem là khi mà cô đã chữa xong nghiệp vụ như vậy thì có hiểu không? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Xuân ơi, Xuân có đồng ý với cái bài vừa chữa không em? Em không có ý kiến gì cô ạ. Đã hiểu vấn đề ở chỗ đấy chưa? Rồi ạ cô ạ. Ok. Vâng. Bây giờ các bạn không có câu hỏi gì nữa nhé. Thì chúng ta sẽ chuyển sang ý số 2. Các em nghe cô phân tích có thể nháp ra cũng được. Còn cái bài giải này cô sẽ gửi lại cái key cho các em vào trong Google Class. Bây giờ bà cái câu số 2 bạn nào đã làm được rồi? Câu số 2 ạ. Bây giờ đọc nhá, cái đọc đầu bài số 2 này. Doanh nghiệp A nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa và đã thực nhập số hàng vào kho của công ty B. Như vậy A sẽ là đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu, còn B sẽ là đơn vị giao ủy thác nhập khẩu. Cái này là nhập chứ không phải là xuất nhá. Giá trị lô hàng là 520 triệu, thuế nhập khẩu 34%, thuế tiêu thụ đặc biệt 15%. Phí nhận hàng bao gồm cước vận chuyển hàng về kho 4,4 triệu. Phí khác 1,2 triệu. Hoa hồng ủy thác chưa có thuế là 5%. Và ở cái tình huống này thì cô cho thêm một cái giả định là toàn bộ các khoản tiền thuế, tiền phí vận chuyển, phí khác đều do công ty A chi trả hộ cho B. Đều do A chi trả hộ cho B. Có nghĩa là thêm một cái nốt thông tin như vậy. Vậy thì khi mà hạch toán ở cái câu số 2 này thì các em sẽ nhìn thấy một cái vấn đề như sau ạ. Cái thứ nhất là chúng ta cũng sẽ hạch toán ở hai bên. Tại đơn vị A
thì chúng ta sẽ có bút toán thu tiền bán hàng hộ. Sau đó chúng ta sẽ phải chuyển trả tiền bán hàng. Chúng ta sẽ có bút toán liên quan đến chi nộp hộ toàn bộ khoản thuế, khoản phí, cước vận chuyển và phí khác. Và chúng ta sẽ thu lại toàn bộ khoản này từ công ty B. Có thể là bù trừ vào tiền hàng, có thể là thu riêng. Bút toán thứ ba sẽ là liên quan đến việc ghi nhận hoa hồng ủy thác là một khoản doanh thu ở doanh nghiệp A và là một khoản chi phí trong quá trình mua ở doanh nghiệp B. Và cái lưu ý thứ tư là đối với công ty A thì những cái khoản nó chi hộ, trong đó có cước vận chuyển và phí khác, có VAT, thì khoản VAT này không được khấu trừ ở đơn vị A, bởi vì đấy không phải là khoản chi phí của đơn vị A, nó chỉ chi trả hộ thôi, cho nên là nó sẽ ghi nhận tổng số tiền trả hộ cho doanh nghiệp B, gồm có tiền và tiền thuế, gồm có tiền phí và tiền thuế. Còn đối với B thì khi nhận được các cái hồ sơ chứng từ từ cước vận chuyển và phí khác thì nó mới ghi nhận chi phí và tách riêng cái VAT đầu vào. Các em nhớ ở cái nốt cái thông tin như vậy, bởi vì thường là chúng ta sẽ nhầm lẫn ở cái việc là có VAT ở đây thì chúng ta sẽ hạch toán luôn nợ tài khoản 133. Nhưng mà 133 này không được khấu trừ ở A mà nó được khấu trừ ở B. Vậy thì để không có mất nhiều thời gian nhá, thì cô sẽ chữa luôn cái câu số 2 của các em. Các em có nhìn thấy trên file Excel cô đang để không ạ? Có ạ. Các em nhìn nhá, nhìn Ngô phân tích tất cả từng câu một này, sau đó thì cô sẽ dẫn đến cái việc hạch toán. Cô có vừa đưa cho thêm một cái giả định để phục vụ cho cái việc hạch toán là cái phí nhận hàng và các cái phí khác là công ty A trả hộ cho công ty B nhé. Công ty A trả hộ cho công ty B. Vậy thì bây giờ hạch toán ở doanh nghiệp A thì các em xác định đây là đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu. Doanh nghiệp B sẽ là đơn vị giao ủy thác nhập khẩu. Đối với đơn vị B là giao ủy thác nhập khẩu này. Giao ủy thác nhập khẩu thì cô hạch toán ở bên A trước rồi bên B sau được em so sánh nhé. Đối với doanh nghiệp A là đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu thì bút toán thứ nhất cô đi theo trình tự đi để các em dễ thuận tiện theo dõi là nó sẽ nhận hàng từ người xuất khẩu. Khi mà nhận hàng từ người xuất khẩu ấy thì nó không có hạch toán. Đúng không ạ? Sau đó thì nó sẽ có một cái bút toán là gì ạ? Là nó sẽ làm thủ tục hải quan và nó nộp hộ tất cả các khoản tiền thuế của hàng. Thế thì tiền thuế của hàng thứ nhất các em phải tính được thuế nhập khẩu. Thì ở đây nó sẽ bằng 176,8 là thuế gì ạ? Thuế nhập khẩu. Bằng cách là em lấy cái giá tại cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam nhân với thuế xuất. Có giả định cái giá trị lô hàng ở đây là theo phương pháp thứ nhất là phương pháp gì ạ? Phương pháp giá trị trao đổi là 520 nhân với 34%, như vậy nó sẽ ra được 176,8. Loại thuế thứ hai là thuế tiêu thụ đặc biệt thì các em lấy 176,8 cộng 520 nhân với 15% thì nó sẽ ra được là 104,52. Loại thuế thứ ba sẽ là thuế giá trị gia tăng, các em sẽ tính ra được 80,132. Như vậy tổng ba loại thuế thì nó sẽ bằng là ba loại thuế này cộng lại thì nó sẽ bằng là 361,52. Nó bằng 361,52. Như vậy thì các bạn sẽ có một cái bút toán là nợ tài khoản 138 và có của 112 là 361,452. Bút toán tiếp theo là liên quan đến cái chi phí về gì ạ? Về phí nhận hàng và phí khác trả hộ thì nó sẽ có là nợ của 138 và có của 112 là bằng 4,4 cộng với 1,2. Các em nhìn thấy là 4,4 triệu này cộng với 1,2 thì nó sẽ bằng 5,6 đúng không ạ? Được, cô nhìn xem nào. 4,4 là bao gồm VAT, còn 1,2 thì chưa bao gồm VAT. Như vậy khoản phí nhận hàng và phí khác nó sẽ bằng 4,4 cộng 1,2 và cộng với 0,12 nếu cô giả định cái phí khác này có VAT là 10%. Như vậy các em sẽ ra được là 5,72. Bút toán tiếp theo là nó phải chuyển trả hàng cho thằng B. Vậy thì khi mà chuyển hàng cho thằng B thì
không xin lỗi em, khi mà nó trả tiền hàng hộ thằng B chứ ạ, thì nó dẫn đến là tăng tài khoản 138 và giảm tài khoản tiền gửi ngân hàng là 520 bằng trị giá của lô hàng. Nghiệp vụ số 5 nó sẽ liên quan đến cái hoa hồng được hưởng, hoa hồng ủy thác được hưởng. Thì hoa hồng ủy thác ở đây sẽ là 5%. Như vậy tăng khoản phải thu khách hàng doanh thu thì lấy em sẽ trăm sẽ ra bằng 26. VAT đầu ra sẽ là 2,6 và tổng khoản phải thu sẽ là 28,6. Như vậy là xong nghiệp vụ 5. Sang những nghiệp vụ liên quan đến thanh toán tiền, liên quan đến thanh toán tiền thì cô giả định cái việc thanh toán tiền này là hoàn toàn độc lập, không bù trừ giữa khoản các khoản tiền hàng với nhau. Như vậy các bạn sẽ nhìn thấy thứ nhất là ở cái nghiệp vụ 2, chúng ta sẽ thu lại tiền hàng là 520. Khi thu lại tiền hàng thì tăng tài khoản tiền gửi ngân hàng và giảm tài khoản phải thu khác là 520. Bút toán thứ hai là thu lại toàn bộ các khoản thuế, thu lại toàn bộ các khoản thuế đã nộp hộ. Như vậy tăng tài khoản tiền gửi ngân hàng và giảm tài khoản 138 là 367,172. Nó gồm có cả tiền thuế và cái khoản phí nhận hàng và phí trả hộ. Các em có thể tách riêng các bút toán cũng được. Đây cô đang để bút toán là cộng cái tiền thuế, ba khoản thuế cộng với phí nhận hàng và phí trả hộ thì là 367,172. Bút toán thứ ba là bút toán liên quan đến thu cái tiền hoa hồng được hưởng thì tăng tiền gửi ngân hàng và giảm tài khoản 131 là 28,6. 28,6. Đó, như vậy là chúng ta đã hạch toán xong được các cái bút toán liên quan đến doanh nghiệp A, đó là đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu. Chuyển sang doanh nghiệp B là đơn vị giao ủy thác nhập khẩu thì bút toán số 1 đấy là bút toán liên quan đến nhận hàng. Khi nhận hàng thì nó tăng tài khoản hàng tồn kho và tăng nợ phải trả cho doanh nghiệp A là 520. Bút toán thứ hai là nó ghi nhận các cái khoản phải trả cho doanh nghiệp A về các khoản thuế hoặc là về các khoản phí mà nó gì ạ, nó đã nộp hộ, bên A đã nộp hộ. Thì ở đây các em sẽ thấy là tăng tài khoản 156 có tài khoản 331 là 281,32. Bút toán liên quan đến VAT đầu vào, VAT đầu vào của hàng nhập khẩu sẽ ghi nợ tài khoản 133 và nó tăng khoản phải trả cho doanh nghiệp A là 331 là 80,132. Bút toán số 4 sẽ liên quan đến khoản phí. Thì đối với khoản phí mà được trả hộ lúc này thì chúng ta sẽ phải tách cái tiền giá trị hàng và được tính vào cái giá trị hàng và cái tiền VAT. Cho nên tăng cái VAT đầu vào được khấu trừ sẽ ghi nợ 133 là 0,52. Giá trị hàng là 5,2 và tổng khoản nợ phải trả là 5,72. Bút toán thứ 5 là cả khoản hoa hồng phải trả thì hạch toán vào giá trị của hàng nhập khẩu. Cho nên ghi nợ 156 là 26, 133 là 2,6 và có của 331 là 28,6. Bút toán thứ 6 sẽ là thanh toán tiền. Thanh toán tiền vì ở cái nghiệp vụ, các cái nghiệp vụ trên ấy, chúng ta sử dụng có một tài khoản 331 thôi. Cho nên là lúc này chúng ta sẽ không có những cái bút toán liên quan đến phải trả khác hay là phải gì ạ? Phải trả khách hàng ở đây. Khi mà hạch toán tại cái đơn vị B, các em có thể coi tất cả những cái vấn đề trả cho thằng A là cái khoản phải trả với khách hàng. Cho nên là ở đấy sử dụng chung luôn cái tài khoản 131 và khi thanh toán tiền thì giảm tài khoản 331 và có tài khoản 132 là 915,772. Đó, thì tương ứng ở thằng A, tổng số tiền nó nhận được cũng sẽ là 915,772. Thì các em sẽ hạch toán được cả hai bên. Trường hợp ở cái đơn vị B này, các em muốn tách biệt cái tiền hàng với cả những cái khoản tiền thuế, cả khoản thuế mà bên kia đã trả hộ ấy, thì các em có thể sử dụng qua 338. Nhưng mà đối với cái việc mà em dùng 338 thì nó cũng không có ý nghĩa. Bởi vì thực ra đứng ở đơn vị của doanh nghiệp B thì toàn bộ cái giá trị hàng này mình mua về nó tính vào giá gốc của hàng và những cái khoản thuế thì thuế không được khấu trừ, thuế được khấu trừ ạ, thì nó mới tách riêng nó ra. Cho nên là khi mà ghi nhận ở bên B này, các em sẽ nhìn thấy người ta chỉ sử dụng chung có 331 thôi. Còn đối với bên A là cái đơn vị mà nhận ủy thác thì để tách biệt với cái giao dịch mà mình nhận hộ hoặc là mình xuất khẩu hộ, mình nhập khẩu hộ với cái việc mình chính thức bán hàng và các cái hoạt động cung cấp dịch vụ của mình thì nó mới sử dụng 338, 138 hoặc là 131, 331 nó riêng.
thì chúng ta sẽ thấy được đây chính là cái phần hạch toán của hai bên. Cô để các bạn nhìn lại một lần nữa, các bạn có câu hỏi gì trong phần này không ạ? Các bạn có câu hỏi gì không? Nhung, em không có. Nhung có hiểu không? Có không ạ? Ok Nhung. Ngọc Mai, Ngọc Mai đâu rồi? Bạn không thấy bạn trả lời gì cả. Rồi, nào bây giờ cô để lại khoảng tầm 2 phút nữa nha. Bạn nào mà không hiểu về hai cái trường hợp mà vừa chữa, kể cả ý 1 và ý 2 ấy, thì các em có thể giơ tay hoặc là đặt câu hỏi, hoặc các em đánh cái câu hỏi vào phần phần chat thì cô sẽ trả lời. Cô nói lại cái phần của doanh nghiệp B được không ạ? Với doanh nghiệp B là cái đơn vị mà giao ủy thác nhập khẩu đúng không em? Vâng ạ. Ừ. Thế thì tại doanh nghiệp B nhé, thì cái bút toán thứ nhất nó sẽ hạch toán là nhận hàng. Khi mà nó nhận hàng thì tiền hàng tăng, nó ghi nợ tài khoản 156 và toàn bộ cái giá trị hàng này thì nó phải trả lại cho đơn vị A. Như vậy là nó ghi nhận tăng nợ phải trả là 520. Bút toán thứ hai là trong cái khoản thuế của hàng thì nó sẽ phải trả cho doanh nghiệp A. Trong đó thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt nó được tính vào giá gốc. Còn thuế giá trị gia tăng nó tách riêng bởi vì doanh nghiệp này tính BT khấu trừ. Vậy thì với hai khoản thuế đầu tiên là thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt thì khi tính vào giá trị hàng sẽ ghi nợ 156 và tăng nợ phải trả cho đơn vị A sẽ là có của 331 bằng 281,32. Em lấy 176,8 cộng với 104,52 ạ. Nó sẽ ra được 281,32. Khoản thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu thì các em sẽ ghi nợ của 133. Nhưng thuế này thì bên A đã trả hộ rồi. Cho nên ở đây là sẽ ghi nhận tăng một khoản nợ phải trả với bên A là 80,132. Bút toán thứ tư là nó ghi nhận các khoản phí nhận hàng, phí khác mà đơn A đã trả hộ cho mình. Thì với những khoản phí này nó ghi nhận phát sinh trong quá trình mua, nó tính vào giá trị của hàng mua. Nợ của 156 sẽ bằng 5,2 là giá trị không bao gồm VAT. Ghi nợ tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào là 0,52. Có phải 0,52 không nhỉ? Đợi cô nhìn xem nào. Cái đầu bài đó vậy. Đây ạ. Cước vận chuyển về kho là 4,4. Đã bao gồm VAT. Như vậy các em sẽ tách ra được tiền VAT là 0,4. Phí khác 1,2 chưa bao gồm VAT. Phí khác 1,2 chưa bao gồm VAT. Như vậy em tính được VAT sẽ bằng 0,12. 0,12 cộng với 0,4. Như vậy nó bằng 0,52. Đấy là VAT đầu vào. Toàn bộ cái khoản phí phí nhận hàng này thì đều do bên A đã trả hộ rồi. Như vậy ghi có của 331 là 5,72. Bút toán thứ 5 là phản ánh cái khoản hoa hồng mình phải trả cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu. Cái khoản chi phí này phát sinh trong quá trình mình nhập khẩu hàng, mình mua hàng. Vậy nó ghi nợ tài khoản 156 là 26, 133 là 2,6 và có của 331 là 28,6. Bút toán số 6 sẽ liên quan đến thanh toán tiền. Thì đơn vị B sẽ phải trả cho doanh nghiệp A thứ nhất là tiền hàng, thứ hai là tất cả khoản tiền thuế, thứ ba là tất cả những khoản gì ạ, phí vận chuyển, phí trả hộ khác, rồi liên quan đến khoản hoa hồng. Các em cộng tất cả bên có của 331 lại thì tổng số tiền nó phải trả cho doanh nghiệp A là 915,772. Như vậy tiền gửi ngân hàng giảm và 331 giảm sẽ bằng 915,772. Hết rồi, các bạn còn câu hỏi gì nữa không?
Em còn câu hỏi gì không? Nếu như mà các bạn không có câu hỏi gì thì cái buổi học hôm nay là cô có thể kết thúc. Bởi vì như vậy là cô cũng đã giới thiệu xong với các em tất cả cái phần kế toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác. Và chúng ta đã chữa được một cái ví dụ, một cái bài tập liên quan đến cả nhập khẩu, cả xuất khẩu ủy thác rồi. Các bạn không có câu hỏi gì nữa thì buổi hôm nay có thể kết thúc nhé.